Giáo viên chủ nhiệm là cô Ngô Thị Minh Anh. Lớp 10A3 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua là có 10 em đạt học sinh giỏi, 23 em đạt học sinh tiên tiến và 45 trên 45 em đều đạt hạnh kiểm khá tốt. Trong năm học mới này, thầy và trò lớp 10A3 cùng quyết tâm phấn đấu 100% lên lớp hạng với hạnh kiểm tốt và nâng cao hơn nữa tỷ lệ khá giỏi so với năm học qua. Ngay sau đây, chúng ta cùng chào đón 44 em học sinh lớp 10A4 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thu Cúc. Lớp 10A4 có 21 học sinh nam. Lớp 10A4 trong năm học vừa qua có 15 em học đạt học sinh giỏi, 27 em là học sinh tiên tiến và tất cả các em đều đạt hạnh kiểm tốt. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là cố gắng nâng cao hơn nữa tỷ lệ khá giỏi và quyết tâm trở thành chi đoàn vững mạnh về mọi mặt. Tiếp theo sau ngay lớp 10A4 đó là tập thể lớp 10A5 cùng với giáo viên chủ nhiệm là thầy Huỳnh Thiện Quang. Lớp 10A5 có 45 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học trước là có 15 em đạt học sinh giỏi, 29 em đạt học sinh tiên tiến. Về kết quả rèn luyện, 100% các em đều đạt hạnh kiểm tốt. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là nâng cao hơn nữa tỷ lệ khá giỏi và đạt cái hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Đang tiến vào sân lễ lúc này là tập thể lớp 10A6 cùng giáo viên chủ nhiệm là thầy Trần Nam Trung. Lớp 10A6 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học qua là 9 em đạt học sinh giỏi, 31 em học sinh tiên tiến. Tất cả các em đều đạt hạnh kiểm tốt. Trong năm học mới này, thầy và trò cùng đặt mục tiêu đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc và nâng cao hơn nữa thành tích học tập cũng như phong trào của trường đề ra. Lớp tiếp theo đang bước vào sân lễ đó là tập thể lớp 10A7 cùng giáo viên chủ nhiệm là thầy Lê Minh Thanh. Lớp 10A7 có 40 học sinh với 18 em học sinh nam và 22 em học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua là có 10 em đạt học sinh giỏi, 26 em học sinh tiên tiến. Về rèn luyện, 100% các em đều đạt hạnh kiểm tốt. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón 43 em học sinh lớp 10A8 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thị Tao Ly. Lớp 10A8 có 21 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học trước là 22 em đạt học sinh giỏi, 18 em đạt học sinh tiên tiến và đặc biệt có một học sinh đạt giải nhất hội thi tin học trẻ cấp thành phố. Về rèn luyện, 100% đều đạt thành kiểm tốt. Mục tiêu của lớp đề ra trong năm học này là 100% lên lớp hẳn, 100% thành kiểm tốt và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Bước tiếp theo sau lớp 10A8 đó là tập thể lớp 10A9 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Võ Thị Thông. Lớp 10A9 có 41 học sinh, trong đó có 20 học sinh nữ. Lớp 10A9 có tỷ lệ các em đạt khá giỏi rất cao với 20 em học sinh giỏi và 20 em học sinh tiên tiến. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là giữ vững và nâng cao hơn nữa thành tích học tập và tham gia đầy đủ các phong trào của trường. Lớp cũng đặt mục tiêu đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Đang bước vào sân lễ lúc này là tập thể lớp 10A10 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Thị Phẹn. Lớp 10A10 có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Trong năm học vừa qua, lớp có 15 em đạt học sinh giỏi, 20 em học sinh tiên tiến và tất cả các em đều đạt hạnh kiểm tốt. Tập thể thầy và trò lớp 10A10 đặt mục tiêu cuối năm đạt danh